Tạ cha khảo. Bây giờ hãy cùng học tiếp bài 70, tương với phần 6 bài 26 quyển 2, giáo trình Hán ngữ phiên bản mới. Tỷ chi sứ khở. Đầu tiên hãy nói, Điền Phương nhận điện thoại. Thiên Phương chia điện thoại. Thiên Phương chia điện thoại. Buổi chiều bạn gọi điện thoại cho mình rồi phải không? Chào ủ nì kế ua tái <laughs> điện thoại là bà. Chào ủ nì kế ua tái điện thoại là bà. Gọi rồi, cậu sao lại tắt máy vậy? Tả lờ, nghĩ giờ mà quan chi <laughs> lờ.

下午你做什么了？Á, th ị, th ị, mình, tôi, 为什么打？替？替？打我？打我？替我？替我？为什么打我？ 为什么踢我？打棒？踢足球？踢足球？đi đá bóng？去踢足球？去踢足球？mình đi đá bóng rồi。 我去踢足球了我去踢足球了没事了都代表代练代表带带表,表代表代表 đại diện lưu học sinh, nguyên văn là lưu học sinh đại biểu. Lưu sứa sân đại biểu Lưu sứa sân đại biểu Bây giờ là từ đội Tuổi Tuổi Đội bóng đá Dú chiếu tuổi Dũ chiếu tuổi. Đội chúng tôi. Hùa mân tuổi. Hùa mân tuổi. Đội đại biểu, đội đại diện. Tài biểu tuổi. Tài biểu tuổi. Đội đại diện lưu học sinh. 留学生代表队，留学生代表队。chúng mình cùng với đội đại diện lưu học sinh。我们跟留学生代表队。我们跟留学生代表队。 Hôm nay bọn mình cùng với đội đại diện lưu học sinh. Xin hiên, của mến cân liêu xíu sân đại biểu tuổi. Xin hiên, của mến cân liêu xíu sân đại biểu tuổi. Thi đấu, trận thi đấu bí sai bì bì sai sai bì sai bì sai trận thi đấu bóng đá Vũ chiếu bí chiếu 全体的红来今天的比赛今天的比赛全体的红来听到今天的比赛怎么样今天的比赛怎么样

hãy nhắc lại mình đã đi đá bóng nguyên văn là mình đi đá bóng rồi hôm nay bọn mình đã thi đấu với đội đại diện lưu học sinh nguyên văn Lá. hôm nay bọn mình cùng đội đại diện lưu học sinh thi đấu rồi 今天我们跟留学生代表队比赛了。今天我们跟留学生代表队比赛了。bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Số di động của Thư Kỳ Lâm. Lâm Mị Thư 的手机号码。 đen đỏ xanh lam khây khúng lán ảnh phiền phiền nhận gửi email Show file email lái xe đi cũng được chỉ xe đạp xe máy 骑车去也行。đi du lịch，去旅行。dài ngắn，长短。tốt nghiệp đại học，大学毕业。ngủ dậy Chỉ choáng. Đúng giờ xuất phát. Chuẩn sứ chu pha. Cực kỳ vui mừng. Phê tráng cao xỉnh. Bảy tám trăm mét. Chi ba bái mỉ. Lạc đường rồi mí lủ lọ. Tôi đưa bạn, tôi tiên bạn. Hùa sủng nỉ. Cổng trường. Xuế chào mấn khẩu. Thứ hai tư sáu. Châu y san ủ. Khó chịu, không thoải mái. 不舒服。往来。驾照。rất sớm。起的很早。chạy bộ。跑步。vừa nãy。刚才。kiên trì。 kiên trì, tắt máy, quan chi, gọi điện thoại đến chưa, lấy điện thoại là mấy dấu, gọi điện thoại cho con, cái ní giá điện thoại, quên mở máy rồi. Wang khai chi Nhận điện thoại. Chia điện khỏa. Điện thoại kêu rồi. Điện khỏa là Đá bóng. thi足球 chiếu. Thi đấu với đội đại diện lưu học sinh. 跟留学生代表队比赛。